chết cái gì vậy? chết lợn cái này cái bọc con đấy rồi hả? Bọc con lợn con rồi ấy. Bọc con lợn con á? Chả biết được. Cái này là chơi con lợn con nó chui trong cái chế này nè. Con lợn con nó chui trong cái chế này này. Chả thế à? Chả biết đấy. Chả biết. U rồi. Nước. Lấy cho em một miếng trước. Chưa chín. Mới trần qua thôi. Mới trần qua nó chưa chín đâu. À mày lên kia vào cháo đi. Đây. Tôi cháo của anh em mình là sắp được cháo rồi. Cháo mà để cá nấu rồi. Chả có cái tân nước. Thì nó đã nở ra đâu, mày cho gia vị vào. Rồi. Cho gia vị. Đây, mắm muối, mì chính muối cơ cả. Đấy, xong rồi nêm nó lên. Đấy, nó phải nở cháo, nó phải nở bung quét ra ấy. Thì nó mới bắt đầu ngon được. Nở bung rồi mà. Đúng chưa? Còn gì nó nở bung. Rồi mình bắt đầu thái cái này ra cho nó. Ê, cái này mà cho đường vào uống như kiểu đấy ấy. Như kiểu gì? Nước gạo mà. Nước gạo gì? Điên này. Cái này cho đường vào ăn ngon đấy. Nêm đi. Có đường mà hút sướng. Nếm vừa đấy, vừa nhá. Một muỗng này. Và hai muỗng. Hai muỗng này. Thế ơi. Đây. Cái này cho thêm một nửa muỗng này. Đây có một muỗng này. Thế ơi. Đấy, bắt đầu khuấy lên. Sao? Tuyệt vời. Ấm này ra đồng rét rét mà có nồi lẩu, nó bốc khói lên phê nhỉ. Có nồi lẩu cháo này thì phê lắm mọi người ạ. Vẫn hơi nhạt, cho một tí muối đi nhé. Thì mình nêm vừa là được. Không biết thế nào là vừa. Này đừng có phá nhá. Hỏng tao giết bỏ đấy. Ơi, cái này phải cho hạt tiêu vào anh ơi. Mọi người thấy anh ơi phải có hạt tiêu. Hạt tiêu á? Thôi không phải đúng được voi đòi tiền đâu ạ. Hạt tiêu ăn cháo. Ngoài đồng chỗ mình không có tiêu. Đấy, xoa. À, chắc ăn được rồi đấy. Ăn một lần nhớ một đời. Tí nữa anh đi mà nấu lại. Ui trời. Đấy, cho nó sôi lại mọi người. Ai ngon đấy, cho em ăn chung một cái nhé. Chưa chín mà cứ đòi ăn nhỉ. Chín rồi. Tí nữa. Đấy, mỗi thằng một mâm. Đã nhỉ. Đây là mỗi thằng một mâm. Thì cho em mâm kia. Mày thích mâm nào cũng được. Mâm nào nhiều thịt. Mâm nào để nhiều thịt. Thịt thoải mái luôn. Thoải mái, mỗi mâm có một tí. Tí nữa đắt trời. Biết là tao mua cả thịt trâu đấy. Đây là thịt lợn. Thịt lợn mà đỏ này. Thịt trâu đấy. Thịt trâu chứ chả khác gì thịt lợn này. Thịt lợn gần bằng thịt trâu đâu. Trước em đi mua thịt thế. Bao nhiêu? Không biết, nhưng mà người ta lấy rất nhiều tiền. Thịt lợn bằng được thịt trâu. Chả thế. Con lợn nó có đi cày được như con trâu không? Nhưng mà con lợn nó nhà sướng hơn. Sướng hơn. Thì nó được ở trong ăn cám, rồi thì giữ được con trâu. Nó phải đi ra đồng ăn cỏ. Thì lợn giá. À chà. Quả chữ này. Tao cắn trước miếng. Cắn trước miếng. Tao đang đói sốt ruột rồi. Vâng, thấy mọi người cũng đang đói sốt ruột rồi à. Có lại cá vẩn chịu rồi. Vẩn chịu gì? Thì về vì danh. Vì danh gì? Chết nhà này. Hơi lỗi chữ thật tí mà. Chưa không chữ ở trên. Từ bẩn. Bẩn gì? Bẩn ấy không là ở mình. Châu bò 30 năm không tắm vẫn 20-30 triệu thế thấy. Ừ thế thì anh ấy chỉ có mấy triệu thôi. Sao? Anh mấy ngày tắm một lần thì kém hơn châu bò. Châu bò á? Tiêu, anh đừng có bốc phét đi. Cái gì? À, châu nó tắm tốt. Nó cũng tắm nha. Bò. Mày thấy bò tắm bao giờ? Nó tắm mưa, bọn em tắm mưa suốt. Bốc phét. Rồi, nói chung là tắm làm gì, mai nó lại bẩn. Mà mình có bẩn đâu mà tắm.
bò nhà em thì có những thằng bẩn, những thằng mao đệ nó mới phải tắm thôi. Này anh ơi, bị bẩn này, tắm gì cái chết, nó nhìn nó không được ngon lắm nhỉ. Đúng rồi. Hay là con lợn này chắc lại kìa rồi. Đó. Con lợn nó bị dịch tả châu Phi rồi. Thế là mình bị lửa nhỉ. Nhưng mà qua dịch này cho anh em xin miếng. Không phải rửa thế đâu, xin miếng. Đấy. Ăn đấy bà ấy, chí chín. Ngọt, thấy mát chưa chín mà tao bảo rồi. Vừa mát vừa ngọt. Giòn giòn. Mát đi. Chưa chín thì cũng sẽ đỏ lòn đấy à. Tao nếm thử để xem nó thế nào. Ăn như rút cả. Sơn 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 như thế. Sôi chưa? Cháo sôi chưa? Thôi chị đói lắm rồi, không có đợi nhừ nữa. Đấy. Thôi tạm thời cứ thái chừng này thì ra. Ăn hết lại thái tiếp thì nó mới tiếp. Nào mình chọn mâm nào. Mỗi thằng một mâm. Mâm kia. Ai chà chà, nào. Rồi, bỏ đi. Xa xa. Mày ngồi đâu? Em ngồi đây. Ừ, cho mày ngồi đấy. Người nhỏ ăn mâm nhỏ, người to ăn mâm to. Đấy. Ôi đấy. Đó, mình ngồi đợi nhá, anh lớp trước. Xin phép mọi người mình lớp trước. Tại vì nói chung là ngon. Nó hơi sôi sôi tí nhưng mà đói lắm rồi. Em chén cho em ăn mới. Của thằng nào thằng nhăn. Thế để chung nhau lại còn. Để em mới nói. Đấy, đây là sách nhá, sách châu. Châu. Sách châu. Đấy. Đây là thịt châu. Đây là thịt châu. Này, ai cho anh khuấy? Cho nhiều vào. Không được khuấy. Sang hết bên của anh rồi. Mà đi cho sách châu. Này, anh đảo à? Ai cho anh đảo sang quý em? Ăn đôi ra. Thì nữa nó sôi thì ăn không kịp nhá. Thoải mái luôn. Ăn cháo ngon hết nhỉ. Tí nữa nó ra nước cháo nó húp mình xuống. Bán em chồng em chế nè. Phải được. Này bao nhiêu sợi tí ớt nè. Chanh nè. Đợi tí mọi người. Đây cho mãi chẳng sôi anh ạ. Chắc là sôi rồi. Đây cho đâu mọi người xem mà. Đây là nồi đây lẩu cháo lòng. Đây là lẩu cháo trễ lợn. Cháo trễ này, đây là trễ này. Đây là sách bò này. Sách bò này. Đây là thịt bò. Thịt trâu. Thịt trâu à? Sách trâu. Thịt trâu này, sách trâu. Và rau củ quả. Với cả đây là nấm này. Thèm chưa? Rớt ra chưa? Này. Đây là tắc tiền tắc tiên này. Tắc tiền tắc tiên là cái gì? Đấy, tắc tiền tắc tiên này. Đấy là rau tầm bóp. Tầm bóp tắc tiền tắc tiền này. Tòng tiền tắc tiền tắc tiền. Đây, còn đây mới là cái chính của anh em mình. Đấy, ấy sôi rồi rồi. Cháo. Từ từ. Rồi. Sao thì nhúng với cháo? Chúc ra mọi người ạ. Ôi, như kiểu nhúng vào cái mẻ nhỉ. Đấy, sôi rồi. Sao? Chín chưa? Chín rồi. Chín rồi. Sôi rồi. Đó, em thử một miếng. Đấy. Cái này phải chấm mù tạc anh ạ. Đây, thịt trâu này, mời tất cả mọi người nhé. Thịt trâu này. Sách trâu, chỉ lợn này, sách trâu này. Thịt trâu đâu? Ừ. Miếng thịt trâu nào. Có ấy. Ấy, cho thịt trâu vào rồi mà. Đâu. Đâu rồi. Sách trâu à. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đấy, làm kia mà. Thằng nào thái thịt trâu mà nhóm nhắn nhỉ. Anh như ai? Mời tất cả mọi người nhá. Trễ này. Thịt đâu anh? Thịt đâu thêm miếng, em làm một quả cái. Đấy. À, đưa đưa cả bát đấy. Đấy. Ui, cả cháo luôn mọi người nhé. Rồi canh luôn đấy. Ăn lẩu cháo phải ăn thế này. Ui. Này. Ngon đấy. Ê, dúng một ít cháo à? Không, rau sống này chỉ cần rún phát chén luôn, không phải rún mà cho vào bát cháo này. Đã rồi.
Đấy. Tắc tỉ tắc tiêng nữa. Quả, quả này ăn thì sướng nhỉ. Chưa bao giờ ăn thoải mái như hôm nay. Sôi đấy. Hôm nay anh phải làm nồi lẩu mẻ cơ. Anh ạ. Lẩu mẻ. Canh mẻ à? Lẩu mắm tôm. Wow. Trên cả mức tuyệt vời mọi người. Chà. Giỏi lắm. Bằng bếp, bằng bếp. Ngon, có một ít này vào. Có ớt này. Có cục ớt này vào. Wow, ớt. Lại đi. Quá tuyệt vời. Ngon lắm. Cái lắm. Chết lắm luôn. Có nên cho cả cái này vào nước cháo không mọi người? Nên cho nó ngọt. Đây. Cái này, ôi. Ở đây ăn cái này cho vào nó đầy mắt. Thôi để tạm đây. Đấy. Để khoe thôi. Để vào đây nó đầy mắt. Đấy, như cái sách bò này nhá. Không nên ninh kỹ. Mà ninh kỹ là phải kỹ hẳn. Bò này. Đúng phát thế này. Khoáng. Lại này ăn miếng ớt rồi. Xong bắt đầu. Đấy cái này. À, cả nước. Đấy, ui, to thế. Đấy. Xong bắt đầu thế này. Ui, sạch. Ui, cái miếng sạch này ngon này. Em ăn một miếng sạch. Miếng tí thôi. Là nó chín, ui, giòn lắm đấy. Chà, chấm vào đây. Mới chấm vào đây. Cho mùi. Tuyệt vời quá mọi người. Ngon quá mọi người. Ngon nhỉ. Nấm này anh ơi, nấm này. Nấu cháo, bây giờ nó mới sôi sệt này. Đấy. Thấy không? Ngày thiếu tí lòng á. Không, thấy lắm. Có lòng là nồi, cháo lòng. Đây này. Cháo lòng là chất canh nữa chứ anh nhỉ. Miếng này. Đấy. Tầm đây thôi mọi người. Ngon. Đây là miếng đầu trễ nha. Đấy. Đây này, đây là có cháo, cháo thịt trâu này. Mấy cả cháo này, mấy ớt này hút. Ừ. Hút luôn này. Mày thử nhúng một miếng đầu trễ này vào. Làm như anh này. Thịt trâu ngon nhất. Thịt trâu mấy cả. Đây, cho mọi người xem. Thịt trâu mấy sách. Wow, thấy chưa? Thấy chưa? Đây, bắt đầu chấm. Đây, đây, từ từ. Đấy, kiểu nhúng vào đây này. Chấm vào ớt. Không, thế không ngon. Đúng cái này ngon. hàng sống hơn này. Chấm vào đây này. Thịt trâu mới sách nha, mà đi. Chấm vào đây nhúng. Sách. Không. Không, em thích ăn sách mới cả thịt trâu hơn. Chấm, không để cho nó chín quá cơ. Ăn nó vừa chín tới đấy, ăn phê. Ôi, chuyển thành màu đen này. Chuyển thành màu đen. Ê, có cồn á. Thì nó. Bã cồn chuyển thành màu đen. Rồi, vừa tới này mọi người. Ừ. Tiếp tế bánh cồn vào cho. Đúng rồi đây, đúng rồi đây. Cho nó sôi. Nhưng mà sôi từ từ rồi, sôi quá rồi. Cho ít rau tầm bóp à? Đây, rau tầm bóp đây. Rau rừng đấy. Tắc tỉ tắc tiêng. Rau tòng teng. Tắc tỉ tắc tiêng. Tắc tỉ tắc tiêng là cái gì? Tắc tỉ tắc tiêng mà. Ăn ngọt nữa. Ui, cho nhiều thịt trâu anh ơi. Thịt trâu mình nhúng cái thôi. Thế này, đưa anh bảo. Cái cháo này nó nóng, hiểu không? Nóng gì vậy?
Săn lại cả không? Đấy, trời, thấy chưa? Thịt trâu phải nhúng cái này để mọi người. Ăn kiểu này, ăn kiểu này nha. Rồi, đuổi, đuổi ra, đuổi ra. Không, cái đấy nhúng làm gì? Cái đấy là rau sống, nhúng cái gì? Đặt vào đây. Đấy. Đấy, cả vào. Cho một quả ớt vào nhé. Này, có vào. Cho một lát ớt vào, ui, sống sống. Ngon lắm. Dùng quả rồi. Đấy. Ừ. À. Chết luôn. Nó nồng quá. Ngon. Nó nồng quá. Đã đồng thưởng thức lẩu mát ngon. Tao từ lúc tao mặc cái áo này chưa thấy ai qua đây. Quay quay áo mới gì? Không phải áo mới đâu, áo cũ ấy, mới mặc lần hai thôi. Ây chà, đây. À, sau khi gần chén no rồi mà cháo bắt đầu mới bắt đầu ngon mọi người ạ. Bắt đầu ngon, anh đã ăn chưa? Tất cả ăn. Em nhìn như kiểu là cháo cũng cô hồn ấy. Cũng cô hồn. Cháo sột sệt nó thế anh bây giờ. Cho nốt, cho nốt vào đi. Cho nốt vào. Cho thịt đi. À. Cho nốt vào ấy. Thịt bò đâu anh? Thịt bò nó hết bố rồi mà ăn hết thì còn đâu. Gắp vào. Em gắp hết của anh vào nữa. Gắp sách nữa. Đồng tất vào. Đời. Làm một mẻ cuối cùng mọi người ạ. Xong ăn cháo đã nhỉ. Ừ. Xong ăn cháo. Đấy, cháo đặc rồi. Rau vào. Ấy, rau cho sau, rau đấy cho sau mẩy rốt thế. Rồi. Rau cho sau cho hết thịt vào. Đây. Đấy, đây. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Đấy, đây là cháo. Đấy. Sách. Sột thịt chưa? Sách bò ấy. Đấy. Anh ơi. Không hết được, không hết được, không hết được. Thôi đừng phí, đừng phí. Ui. Bây giờ anh em mình sẽ không lãng phí thức ăn nữa. Cho trễ vào. Chỉ ăn vừa phải, no là được. Cho hết sách vào nhé. Bây giờ cho hết cái cục kia vào nữa thì không ăn được. Không thể hết được. Anh đừng đảo để im. À, chén dần đi. Chén tiếp. Để im cho nó chín. Chín rồi. Ôi, không phải ngại vết bẩn. Ngại gì vết bẩn, đã có Omo. Ai Toshiba. Toshiba. Tashibo. Toshiba Nagakawa Toshiba. Toshiba Aba. Sách được rồi. Ngon ngon nhỉ anh à. Mùa đông nên khuyên mọi người nên ăn lẩu cháo nhá, ngon lắm. Là nó không cách cách gì cả. Sáng nay mình tận dụng ít cơm nguội từ hôm qua, đồ cho lợn để mình nấu cháo cho nó nhanh. Phải không á? Thế. Thế mới ngon nè. Cơm nguội nấu cháo nhanh hơn nấu bằng gạo. Ngon. Mà nó lại còn ấm. Ừ, anh ăn được, em cũng ăn được. Ừ. Đây có cả bịa nữa phải không anh? Không. Đấy, trong đấy là không có bịa. Có bịa thì lại ngon. Đây, phải chơi phát này, phải múc này. Mọi người, bây giờ nha, cái nước à, tinh túy nhất hết vào đây rồi. Cái thịt nào cũng phải đúng là cái cháo này. Đả một bát cháo. Đả một bát cháo, no cả ngày. Wow. Cháo thịt ơi. Ôi trời ơi. Ngon thế. Thịt trâu đâu? Không. Wow. Bắt cho một ít rau vào nhé. Cho một ít rau nhúng vào này. Nhúng vào bát này á. Wow. Ngon kinh điển luôn nha. Này. Đảm bát u đợi nó nguội đã.
trâu quá. Đây mọi người. Ăn thịt trâu chấm. Xong tí nữa. Đây tính là cháo nguội 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 ấm ấm hút. Đây chính là tinh túy chất lọc từ lúc nãy mới được bát cháo như thế này đấy mọi người. Ngon chưa? Ngọt quá. Nhưng mà phải ăn hết. Chứ hôm nay không cho cá nữa. Mùa đông lạnh này ăn lẩu trâu ngon nhỉ. Lẩu cháo ngon nhất rồi. Lẩu cháo trâu. Đừng sợ nó cháy nhá, không cháy đâu. Không cháy nổi đâu. Không bao giờ cháy được. Cháo loãng luôn. Nở ra. Ngon. Ngon quá mình. Thôi. Còn nếu mà anh em mình xin phép kết thúc ở đây mình cái thời lượng bye bye tất cả các bạn nhá. Dài. Ừ, các bạn thấy clip của mình ngon hãy để lại comment một like xem comment gửi con ông con các bạn nhá. Bye bye. Chào tất cả mọi người nhá. Ngon rồi. Quá ngon. Ngon là tụ tập cứ lẩu cháo mà ra. Ừ, ngon quá.